Ủa? Là nấu cơm đây không sao? Nấu đó đó. Cái bếp củi. Nấu củi. Rồi cái này là cái gì đây? Thì khám phá đi. Anh nồi thạch nè. Có nấu trà nữa. Ở đây cũng có cái cửa sổ nhỏ nhỏ. Rồi ở đây vệ sinh sao? Cái nồi thạch đó là của sao? Hả? Đi vệ sinh ở đâu? Đi đó nó không sao đó. Có cái kẻ đó. Đi vệ sinh chỗ này đó hả? Ừ. Trời. Ông Sáu có đôi khi là nghĩ đến phần mình mà ông Sáu tuổi không? Bù tuổi chứ. Mà cũng gán chịu chứ sao. Tuổi của bạn nó có khi luôn thiệt, cái dấu là ngủ không được luôn đó. À, có khi mình nhớ cái hoàn cảnh của mình vậy. Mà tại cái số của mình vậy rồi sao vậy? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và như cô bác quý anh chị thấy không, xa xa kia có một cái chiếc ghe giống như là một cái mái nhà vậy đó. Và theo sự chia sẻ của người dân á, thì trên chiếc ghe này nè là có một ông cụ ngoài 60. Và ông cũng đã sống ở trên đây rất là lâu rồi. Và quê hương của ông thì không phải là ở đây, mà quê hương của ông từ ở một nơi khác đến. Và để xuống được cái chiếc ghe nhà ông cụ á, là phải băng qua một cái ngôi nhà của người dân. Cho đường này đi xuống không có được. Tại vì lúc nãy Bùi Hồ từ cây cầu bên kia kìa. Em có thể quay qua cây cầu bên kia, từ cây cầu bên kia đó. Rồi Bùi Hồ nhìn thấy một chiếc ghe, tình cờ hữu duyên thì đến đây để mà gặp được cái chiếc ghe của ông luôn. Và bây giờ mà cô bác quý anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ ha. Ở miền Tây là một cái cảnh sông nước nên cuộc sống của người dân sống trên ghe cũng khá là quen thuộc. Và đặc biệt là những cái chiếc nhà bè đó cô bác quý anh chị. Và mời cô bác quý anh chị tiếp tục cùng với Bùi Hồ lại đây ha. Đây là thuộc huyện Phú Tân của tỉnh An Giang nha cô bác quý anh chị. Đây phải băng qua một cái đoạn đường ở đây nè. Nghe nói ông cụ cũng sau này cũng có một người vợ. Rồi vợ của ông thì đi bán vé số. Nó phải băng qua nhà cái hẻm nhỏ xíu xíu à. Đây. Phải cầm dép lên. Sau đó băng qua đây. Cái đường nhỏ lắm. Đây đây. Đó. Ây da. Ây da. Càng đi nhiều thì mình càng thấy nhiều cái mảnh đời bất hạnh nhiều hơn. Và cũng phải nhờ mọi nhà của một người dân nên là nữ mới. Dạ chào chú. Cho anh xin đi nhà ha. Xuống thăm ông cụ. Ông cụ tên gì hả chú? Tên Nhơn. Chú Nhơn. Ông Nhơn. Sao xuồng. Là sống ở trên xuồng ha. Dạ. Qua gặp ông Sáu thì phải băng qua một cái con hẻm nhỏ. Ở đây ông chắc có lẽ là ông Sáu trồng thêm một mớ rau để mà ăn cơm. Rau thơm với lại ớt. Trời ơi. Cây cầu nè. Cô bác quý chị thấy khủng khiếp không? Một cái chiếc ghe cũng khá là lâu à. Nó dài thòn luôn. Nó dài dữ lắm mà ba cái sườn ghe á, nó gần như là nó mục hết à. Thậm chí có cây mọc lên luôn kìa. Mọc lên luôn. Ủa? Con chào ông Sáu. Dạ. Ủa cái này là bánh ít không sao? Sao phơi đây? Phơi chi? Phơi chiên lại ăn hả? Ơ chìm chìm không sao? Không được. Trời ơi thoát tim không sao rồi. Tại không quen chứ ở quen rồi nó cũng đỡ. Ông Sáu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm với canh bí hả? Canh bí. Ai canh bí đây? Canh bí với này nó nồi cơm hả? Cơm. Rồi có gì nữa không? Cá kho. Đâu cá kho đâu? Cá kho trong tủ. Trời ơi. Cái tủ trang của chú Sáu đó hả? Quên ta cho đó. Rồi lấy ra cá kho coi cá gì kho. Cá ngừ hả? Cá ngừ hay cá tra? Cá ngừ. Cá ngừ, cá trê luôn. Cá trê luôn. Con nghe nói là ông Sáu là có bà Sáu nữa đúng không? Có. Rồi chắc nấu sao này. Nói sau này, bà Sáu là năm nay nhiêu rồi, còn ông Sáu nhiêu rồi?
Tôi 65 rồi, còn bà 58, 59 gì không ấy. Ông là 65. Ờ. À, còn cũng chấp nói sau này thôi. Chấp nói sau này. Dạ, bà 6 đâu mất tiêu rồi. Đi bán vé số. Bán vé số rồi. Còn ông 6 là không có làm công việc gì, không có lao động được nữa hả? Hồi đó thì mặn mướn còn thể sống chứ, còn rồi sau lại nó bệnh cái giò cái rồi ngờ nghỉ luôn. Mấy năm nay, 5-6 năm nay đâu có mặn bụng gì được đâu. Cái chân ông 6 bị gì? Hồi đó cũng như đi xịt cho người ta, rồi gây gan nó mới mỏi. Nó mỏi cái đầu nó liệt luôn cái giò này nè. Liệt luôn hả ông 6? Ừ, mà chích thuốc biết được, vợ đi đi được. Mà đều nó yếu dữ lắm. Con muốn hỏi là ông Sáu sống trên ghe này bao nhiêu năm rồi? Trên 20 năm rồi, 2003 tới giờ. 2003 năm nay, 2024, 21 năm rồi. Rồi. Là 2003 ông Sáu gặp bà Sáu là năm mấy? Năm 2004. 2004. Là hai vợ chồng cứ đùm điếu nhau để mà sống ở trên đây. Rồi. Hồi đó là cái chiếc xuồng chứ không phải là cái ghe này nữa. Hai chồng ở dưới cái chiếc xuồng bề hoành có một thước mốt à. Rồi đi mặn, rồi dành dụm nó mua cái ghe, mới được mua được cái ghe này. Chiếc ghe này nhiêu tiền? Ghe đó mua 2 triệu. 2 triệu, 2 triệu bạc, coi như nhà di động luôn. Rồi con thấy là đường đi xuống đây khó khăn quá. Có, nhờ cái chỗ đó nó cũng đạo đức một chút, nó đi xuống đó, chứ còn nó bí lại cái đâu có đường đâu đi. Dạ, nhưng mà con nghe nói ông Sáu không phải là quê hương ở đây. Thì trên Phú Hữu trên đó. Phú Hữu An Phú. Ờ, Phú Hữu An Phú. Vì sao ông Sáu lại trôi dạt tận về đây á? Thôi vợ. Thôi vợ. À. Thôi vợ bao nhiêu năm? Thôi 2003 tới giờ. Là 2004 là có vợ mới luôn. Ông với vợ cũ là có bao nhiêu người con? 6. 6 người con. Thì cất cớ sao mà tại hết duyên nợ rồi thôi vậy chứ. Hết duyên nợ thôi luôn. Rồi đó có giao. Giao sao? Giao là cũng như tôi thắng thì ở, còn nếu tôi thua là tôi bỏ đi. Thắng cái gì? Cũng như mình tranh cãi nhau mà vợ chồng á. À. Mình thua thôi mình đi, bỏ xứ đi luôn. Thôi giờ là sao, có đã kể con nghe được không tâm sự đó? Ồ dài lắm chú ơi. Nhưng mà cái chuyện gì mà hai người phải giao kèo mà thắng thua chứ vậy? Thì cái chuyện gia đình nữa là bỏ đi luôn. Rồi, rồi con Sáu sao? Con thì lúc đó nó ở với bà già nó. Nhưng mà có thường xuống thăm ông Sáu không? Cũng có ít lắm, nó đi làm thành phố. Ê hả? Có biết ông Sáu sống dưới này không? Biết chứ không biết. Biết hả? Biết. Có điện thoại thăm gì ông Sáu không? Có. Có. Rồi mấy mươi năm qua rồi sống chung với bà Sáu mới. Rồi bà Sáu làm cái công việc bán vé số đó giờ hay sao? Bán vé số đó tới giờ luôn. Mà bán hồi tới với 2000 tới giờ. Rồi bán vậy rồi đủ chi phí sinh hoạt ăn uống cũng như là bình hoạn gì không? Bán thì bà lo cho ngoài nhà, bà gia đình bà ngoài. Còn tôi trong này, cái thân của tôi, mình tôi rồi nó dễ rồi. Mà bán đồng lời đồ, bà có hai đứa con bà ngoài. Thì bà bán lo gia đình ngoài. Rồi chỉ là phụ tiền cơm tiếp ông Sáu thôi. Không, khỏi. Khỏi hả? Khỏi. Rồi không phụ tiền cơm tiếp ông Sáu, rồi cơm gạo đâu sống? Gạo thì ta cho. Ta cho ăn. Còn đồ ăn? Đồ ăn thì của ờ, ăn có bao nhiêu chú ơi. Rồi tối bà Sáu xuống đây? Rồi. Cũng như sáng, chiều bà về đây bà ăn cơm đây phải không? Rồi ngủ đây sáng rồi mới đi bán số ngoài, ăn cơm ngoài, rồi chiều mới về hôm nay. Bà Sáu mới là có ông Sáu, ông bà, chồng của bà Sáu mới á, thì có còn không? Hay chết. Mất rồi? Chết rồi. Chết lâu hả? Chết lâu rồi. Chứ còn gồng ai đâu dám vô ở trời. Có ý con nói là ly dị á. Ờ, có, chết. Mất rồi. Rồi. Cũng hai người cùng nhau nương tựa cái tuổi già cũng được hai mấy năm hả? Ờ. Ông Sáu nói là ông Sáu mấy con quên mất tiêu rồi. 65. Rồi sống ở dưới này cứ tối ngày là ở dưới này đâu có lên bờ hả? Cũng có lên bờ đó, lên chỗ có chạy hớt tóc đó. Dạ, lên ngồi lên chơi. Lên đó là ngồi đó. Dưới này lên đó là nó mệt đó. Dạ. Lúc 2003 chú Sáu xuống ghe này sống đúng không chú Sáu? Dạ. Cái cơ duyên nào mà chú Sáu gặp bà Sáu chú Sáu? Cũng bán số, bà bán số tới lui lui nè. Rồi cũng mua số biết rồi quen. Trời. Mua số biết quen luôn. Mua số cái quen bà bán số luôn. Rồi đây nè, thuốc này nè. Lủng lẳng toàn là thuốc đúng không? Thuốc không thấy ở đây nữa nè.
Có rồi đó. Mà đa số là thuốc không có tốn tiền, thuốc lạnh miễn phí đúng không? Thuốc này nó nghe lên miễn phí nè, còn đó là thuốc nam, cái này đi thì mắc tốn tiền xe, đường thuốc thì không tốn. Có bao giờ mình tuổi già rồi không làm được gì được rồi mình bệnh mình không có tiền mua thuốc uống không? Có sao không. Năm đó nó ngay ở cái khu này nó cũng đỡ nữa mấy chú ơi. Cô năm đó tôi bệnh là mấy ông cũng gom tiền là mấy ông cho tiền đi ra nhập viện. Dạ. Ba lần luôn. Tôi bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi ở dưới này có làm thêm cái công việc giăng câu giăng lưới gì không? Có làm gì đâu. Nó đi không mà còn mệt, nó không có làm gì. Chỉ có đi thôi là cũng mệt rồi đúng không? Đây lên trên bờ đó, trên chỗ cái chạy hớt tóc đó là tới đó là rồi đó, là nó mệt. Dạ. Đó, rồi nhìn đó chơi đã rồi đi xuống dưới này chứ không có đi đâu nữa thôi. Cái này là ống đũa mình hơi vô sao? Đũa. Là tự mình chốt luôn hay sao vậy? Tôi chốt đó. Đũa tre này là tự chốt luôn. Rồi. Cái ống này tự mình làm luôn. Tự làm luôn. Đâu có mua tốn tiền gì đâu đúng không? Rồi, ông Sáu tự nấu cơm ăn luôn hả? Hay bà Sáu nấu cho? Tôi nấu. Nấu bằng cái gì? Con có thấy gì đâu? Củi. Củi đâu? Nó củi ăn sao sao bếp á, tốt sao bếp. À vậy hả? Rồi tắm rửa sao? Thì đó, xuống đó tắm rồi đó. Tắm ở dưới sông hả? Tắm dưới sông. Tắm nước này luôn. Rồi vệ sinh ở dưới này luôn. Rồi. Chưa đi đâu vậy. Sau một lần tranh cãi với vợ mình thì mình bỏ nhà mình đi xuống ghe sống, có bao giờ mình hối hận không? Không. Đã chấp nhận đi rồi. Tuổi già thì ông Sáu có từng nghĩ rằng là khi đến 100 tuổi già rồi mình ăn nghỉ sao không? Thì tới đâu tính tới đó chứ sao giờ, tính cũng đâu có được đâu. Người ta già cả, ta có con có cái nuôi dưỡng rồi, thậm chí là có nhà ở. Mình thì không con không cái, sống tha phương cầu thực vậy nè. Rồi chấp phá là hai, là cái thứ hai nữa là chấp phá. Thứ ba là sống nhờ sự yêu thương của mọi người, cho gì ăn đó. Thứ tư nữa là nằm ở dưới ghe nè, lủi thủi nè. Rồi ông Sáu có đôi khi là nghĩ đến phần mình mà ông Sáu tuổi không? Buồn tuổi chứ. Mà cũng gán chịu chứ sao. Tuổi con bạn nó có khi luôn thiệt, cái dấu là ngủ không được luôn đó. À, có khi mình nhớ cái hoàn cảnh mình vậy. Mà tại cái số mình vậy rồi sao giờ. Rồi bây giờ bà Sáu còn không, bà Sáu cũ á? Không biết hết trơn, không biết. Không liên lạc luôn? Không. Coi như là dứt tình dứt nghĩa luôn. Ờ, dứt luôn. Nhưng mà sống với một người vợ đã từng có 6 người con. Nói cái chuyện mà dứt tình dứt nghĩa thì nó đâu phải đơn giản là ra đi dứt áo là xong. Trời ơi, nó cũng khó khăn dữ lắm chứ. Cũng thôi, cũng không biết nhiều chặt đó, chặt này nó thôi nó mới được. Tại vì con thấy là từng có 6 mà con ra đi đâu phải là chuyện đơn giản đúng không? Gì? Tôi nói cái chị vợ chồng còn kèo là nó dễ nhất. Mình trai duyên đổ nợ thì nó khó lòng, con mày con tao khó, tôi cũng biết chứ sao không biết. Tại hoàn cảnh nữa mình sao giờ. Thì mình phải chịu thôi. Tuổi già đã khó ngủ rồi, sống trên ghe như thế này, lâu lâu có mấy cái chiếc ghe lớn này chạy ngang á. Sống đánh vô chập chờn rồi nó lắc lư cái chiếc ghe nữa. Thì cũng đáng chịu chứ. Rồi ở đây ông Sáu con thấy là có quạt nữa kìa, thì mình sử dụng điện sao sao? Nhỏ cháu sẵn nó cho ghim điện đó. Cho ghim nhờ. Có trả tiền không? Có 10.000 tháng, 10.000. Trời ơi, coi như trả để cho có trả thôi chứ 10.000 cũng đâu đủ gì đâu đúng không? Có cái bằng gió mà người chồng nó thấy tôi thắp cái đèn dầu đó thì nó mới cho cái bóng đó thắp đó. Bóng này hả? Ghim thử coi con thấy sáng không? Sáng. Cũng đỡ ha. Sáng. Cũng nhờ ông Sáu sao chắc sống cũng có cảm tình nên thành nữ có nhiều người thương mến. Yeah. Có nhậu nhẹt gì không sao? Đó nhậu, nghỉ nhậu 3-4 năm nay. Hồi đó cũng có uống rượu là gai đúng không? Không. Rồi trước đây là ông Sáu làm cái công việc gì? Xuống đây hả? Dạ. Thì thịt sâu, đắp bờ, xả lúa, xả phân, ai kêu mà gì mà đấy. Làm thuê hết? Làm thuê không ạ, chứ mình đâu có của cải gì đâu, có đất cát gì đâu, mình làm chủ.
Là lúc đi là ông Sáu bơi ghe này đi hay sao? Không, lúc đó tôi đi là tôi đi bộ, đi mình không à. Mình không rồi sao lại mới đi về trển mới bơi chiếc xuồng xuống. Bơi. Rồi trong đây ở cũng mấy năm rồi, năm mới mua ghe này. Cái điểm này là có phải là cái điểm tá túc cuối cùng chưa hay sẽ còn lang bạc nữa? Không, ở đây là từ hồi tôi xuống đây là ở đằng khúc đằng kia kìa. Dạ. Đằng chỗ cái bến chợ đó đúng không? Chậm đầu thì ở đó. Rồi sau là nó cắt nhà cái đồ nó đầu nó ve luôn là ở đây là ở tới giờ luôn. Thấy có chỗ này là nó dễ chứ không có chỗ nào. Mà có cái đường hẻm nhỏ xíu à. Ông Sáu có thể cho con đi vô tham quan cái đi ghe đi, đi 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 đi. Đi đâu đi. À, cái ghe bay ngang này nó khoảng chừng 1 mét không Sáu hả? 1 mét 2 mét 3 gì đó. Nó thấp lắm. Nó thấp lắm quá con chị. Ở đây có cái tấm này gọi là tấm gì? Đệm. Tấm đệm. Chiếc đệm bằng cái ấy mình bằng bàn á. Dạ, Tết này đón Tết với này luôn. Có còn thấy bánh mứt kìa. Ông Sáu là theo đạo Hòa Hảo ha. Trời ơi, dài dữ ông Sáu. Ủa cái này là gì hả? Quang đó hả? Dạ. Trời ơi, nó một rượu đó đó, dở dưới quay với con được coi. Một rượu hả? Một rồi, hôm rồi, thức sáng đêm. Có nó có vô nước không? Có vô nước tát mấy bữa đó muốn gần chết luôn. Vô nước luôn? Trời ơi. Trời ơi. Rồi tôi mới mua chim ăn gì ở đầu tôi mới hôm lại. Cái này là ông Sáu là ông cửa sổ hả? Cửa sổ, không mua cái ghe nó vậy đó. À, miếng mưa thì mình sập xuống. Khỏi sập luôn. Mà nó hàm không? Nó không có tạt vô. Dạ, có cuốn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ nữa nè. Rồi. Ây da. Cái ghe này cũng bị vô. Ghe này là phải chỉ bò thôi không Sáu ha? Tôi bò không ai. Tờ ơi, bò ghiết đồ gấu chai hết trơn nè. Bò ghiết đồ gấu. Ồ, trời ơi. Nó hầm lắm. Cô báo bên chị không biết đâu. Chiếc ghe này vô xíu xíu à. Cái ghe này ủa? Là nấu cơm đây không Sáu? Nấu đó đó. Cái bếp củi. Củi. Rồi cái này là cái gì đây? Thì khám phá đi. Anh nồi thạch nè. Trời. Có nấu trà nữa. Ở đây cũng có cái cửa sổ nhỏ nhỏ. Rồi ở đây vệ sinh sao? Cái nồi thạch đó là của ông Sáu. Hả? Đi vệ sinh ở đâu? Đi đó đúng không sao đó. Có cái kẻ đó. Đi vệ sinh chỗ này đó hả? Trời. Cái kẻ nhỏ xíu vậy đó hả? Cái thằng hơn nó ăn thịt. Ôi trời ơi. Cái nồi thịt anh cho. Ngày hôm sáu nấu ăn mấy cỡ? Nấu cỡ một à. Nấu cỡ một hả? Nấu sáng chiều ăn luôn à. Trời ơi. Cô báo của anh chị thấy nè. Để vừa hồ quay lại cho coi nha. Vô nấu buổi chiều nấu chiều. Nó ngồi thôi là nó đụng đầu rồi ông Sáu. Trời. Ngồi thôi là nó đã bị đụng cái đầu luôn rồi. Có nghĩa là nó cao không tới 1 mét thôi ông Sáu à. Đồ tới có mấy tắc à. Trời ơi, có mấy tắc thôi. Chú quay mà đưa lên Mạnh Thường Quân mà giúp cho tôi được cái ghe bự bự được là tôi bừng. Nói chung là Bùi Hồ phải quay cái camera ngược lại như thế này nè. Để cho cô bán với anh chị thấy được rằng á là nhà ông Sáu á, một là bò, còn hai là bị lít lít. Bò không à. Tôi bò biết mà đầu gấu tôi chai chơi. Trời. Đi trống bưng cơm ra phải không, để cái nồi, đẩy nồi cơm rồi đẩy cái tô đồ ăn, bò không mộng à. Bò không? Bò không à. bò ghét mà cái đồ gấu nó chai luôn. Mà được cái ghe bự bự chút đâu là thùng mừng dữ lắm luôn. Không sao không sao. Bò vô bò gá mệt hơn là đi trên bờ nữa không sao à. Sao nhớ cười. Hả? Bị mấy chú ở trên bờ, đi trên bờ không thả liên quen rồi đó, sống cái cảnh dưới ghe rồi chặt chậu vậy đó rồi mới. Chú Sáu nói chú Sáu bò cái chai đầu đầu bò gấu. Chai đầu gấu trơn nè. Bò một ghẻ luôn, thành ghẻ luôn. Làm sao là nói cơm đẩy sao? Tôi đẩy gì phải không? Bò phải không? Một tay thì đẩy nồi cơm tay này để tới, tay này bò cái đồ đẩy tới luôn. Thấy
Còn vợ tôi thì nó khòm đi bị bá hoài mà tôi la hoài cũng vậy. Thấy thương ghê trời. Ổng có thằng nào đâu bên Cù Lao bánh qua cũng qua. Ý là con mắt con sao sao á? Hư nè. Hư hả? Sao bị hư á? Hồi đó đi cho đi máy suốt rồi hồi trên xứ á. Vừa trên cái bàn cho ăn nó hết. Rồi ba nhỏ chắc chưa nó nghiêu ngao ngao đó. Hồi đó đâu có biết cái vụ mình tắn ngay cái miệng. Vừa để cho nó quay hoài. Nó văng hột lúa vô. Văng hột lúa, nó văng cái miếng ngoài mình đó. Mà nó hư tốt mắt. Ông Sáu bây giờ chỉ thấy một con thôi hả? Thấy con. Con này mổ rồi nữa nè. Nó bị cơm nữa. Khi hết mười mấy triệu. Vậy là coi như cuộc đời của ông Sáu là chỉ lao động làm thuê thôi. Có nghĩa là lúc trước đây còn cái máy phóng á, thì ông Sáu làm nghề cho ăn. Thì cho ăn không biết cái tay mình ém lại cái khi mà cái thùng máy nó quay á. Còn cái nắm chót của mình á. Cái nắm chót á mình chặn cái hỏng lại. Còn này để luôn cái cho ăn cái hết cái rồi. Ở trong nó quay không mà văn chúng này té xuống thì hư luôn. Tốn tiền biết nhiều đó chú ơi. Lúc đó là còn ở với bà Sáu. Còn rồi sau này xuống đây là cái tự nhiên đi xịt thê cái chân nước tê luôn. Rồi lúc đó tôi là lết mà lết còn không muốn được luôn. Nó mỏi mà nó làm kỳ dữ lắm. Sáng tôi ngồi, tôi nấu cơm, tôi ngồi rồi hởm thử cái ngồi gỡ đầu, nó muốn ẹo đâu, ẹo. Trời chết rồi trời. Mình nói cái kiểu này sống mà kiểu này mà đi không được, kiểu này là chết rồi. Thì sao người ta mới chỉ ngoài kia mấy cái chích thuốc. Ông Sáu bây giờ có mong ước gì không sao? Tôi mong làm sao mà mạnh thường quân là sắm cho tôi cái ghe bự mới là được rồi, khỏi cần nhà cửa rồi. Đặng tôi đẩy cơm thôi đi hả? Đặng tôi bưng cơm đi hả? Cắt gì đâu mà cho bự rồi cho tôi đứng tôi đi cho thông thả tôi là tôi mừng rồi, khỏi có cắt nhà. Mà có dọ được chiếc ghe chưa? Có biết cái đâu dọ, mình có tiền có bạc gì đâu mà dọ. Chỉ mong ước là vậy thôi. Mong ước gì thôi. Giờ cái này bây giờ còn có mà nhờ cái mạnh thường quân đâu chứ không có không có làm gì được cái đâu mà dọ mua ghế. Thấy cũng tuổi lòng ghê ha. Nói giờ tuổi không chưa mà tại hoàn cảnh thôi. Con thấy đằng trước ông Sáu trồng cây ớt ở đây thêm cây nữa. Nhỏ xíu xíu. Ông Sáu tự trồng hả? Tự trồng vô chậu này luôn hả? Tôi trồng cho cái mẻ nó đó, một mẻ nó nhiều lắm. Rồi tôi nhổ ba cây đẹp đẹp đó, nó cái tôi nhổ bỏ. Còn nó chừa ba cái cây đó có trái bẻ hết đợt rồi đó. Cây này hả? Không, cái cây với bụi trên kìa. Cái đó rồi, bữa hôm nó có bông rồi sao mà tôi tứ biết rồi nó rụng bông đó. Cũng đón Tết ở đây nè. Cũng từng có một cái quá khứ cũng từng một thời trai trẻ ha. Nhưng mà sau khi tuổi gần già rồi thì mọi thứ nó gần như là cô động lại ở trên một cái chiếc ghe này. Rồi nó những cái cuộc chơi nó cũng không còn nữa, mà thay vào đó là sức khỏe và tuổi tác cộng thêm cái cuộc sống lặng lẽ êm đềm trôi như những gì mà ông Sáu đã từng cảm nhận, đúng không Sáu ha? Nếu như mà ông Sáu có lời khuyên nào cho tụi trẻ thì ông Sáu sẽ khuyên như thế nào? Thôi nó dài dòng không biết sao giờ khuyên. Chú Sáu cho một lời khuyên ngắn gọn đi. Ngày hôm nay á thì đến đây con cũng chưa có hữu duyên được gặp bà Sáu. Và con cũng chưa biết hoàn cảnh của bà Sáu như thế nào. Mà thấy bà Sáu cũng đi lao động thì cũng hỗ trợ cho ông Sáu thì cũng mừng. Dù sao ở cái tuổi già thì ông Sáu cũng còn một nơi, một người để mà ông Sáu dựa dẫm vào bầu bạn những lúc xế chiều. Con hữu duyên tình cờ chạy lên cây cầu ở trên kia kìa. Được gặp một cái chiếc ghe cũ cũ ở đây. Mà con hỏi mới biết được rằng ở đây là có một ông cụ đang sống đắp đổi qua ngày. Sau này thì cũng có người bầu bạn để mà mỗi khi tuổi chiều á thì con không biết nói gì hơn. Và nhất định thì con sẽ quay trở lại thăm ông Sáu lần nữa trong nay mai.
Thì ngày hôm nay thì con thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho ông Sáu trước 500 ha. Để ông Sáu mua thuốc men ông Sáu uống, cũng như là mua trà rồi ông Sáu mua thêm đồ ăn nữa. Ông Sáu nhận giùm con ha. Cảm ơn chú nha. Dạ, này là của chú Kevin Trần ở Mỹ. Chú Ken hả? Dạ, chú Kevin Trần phải 500 không? Con đúng rồi. Rồi 500 này được sử dụng được mấy ngày? Cảm ơn chú Ken nha. Hôm nay cũng đi vội vã quá rồi không có chuẩn bị gì nhiều. Thôi thì cũng mong đây là phần san sẻ của chú Kevin Trần, cũng như là con sẽ sớm quay lại trở lại thăm ông. Quá nữa nha, ông còn gạo nhiều không? Còn bị hôm gặp này ta cho cũng được mớ. Được bao nhiêu ký? Cũng 40-50 ký. Thôi vậy ngon rồi. Vậy là im rồi. Mình ở nhà tránh á. Dạ. Chứ đâu có đem cái ghe. Cái ghe bị nó chì chạch hoài đó, đâu có dám. Dạ. Thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm hơn. Cảm ơn chú Kevin Trần họ ở Mỹ đã hỗ trợ và đồng hành với Bùi Hồ, cũng như là tất cả các quý mạnh thường quân. Rồi xin chào và hẹn gặp lại của bác quý anh chị ở video clip sau.